Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về. Đó là chiếc Hyundai Tucson, sản xuất năm 2009, biển 4 số, tên tư nhân, một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Vâng, biển 4 số 30T7630. Chiếc xe này là biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Màu nòng súng ạ, gọi là màu xám đấy ạ. Và toàn bộ chiếc xe này thì tên tư nhân một chủ từ đầu đi khá là giữ gìn. Và toàn bộ bốn cánh cửa trước, cốp sau bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị là nguyên zin, sơn zin còn khá là nhiều. Và tổng thể chiếc xe này khá là đẹp, máy số là nguyên zin, không có dấu hiệu bị ngập nước. Và toàn bộ chiếc xe thì kính đèn theo xe hết toàn bộ. Xe sử dụng hộp số tự động, hai cầu, máy xăng. Đi dòng SUV này thì khá là cao và thoáng đối với quý anh chị. Với chiếc xe Hyundai Tucson bên em đang chào bán với giá là 325 triệu. Vâng, với giá 325 triệu quý anh chị có thể sở hữu ngay được một chiếc Hyundai Tucson này. Về đồng vỏ xe này thì khá là đẹp và mới. Toàn bộ em quay về ngoại thất bên ngoài cho quý anh chị xem. Đường gân và đường sơn zin nên rất là bóng. Toàn bộ đèn pha, kính đèn đều zin theo xe. Đây là toàn bộ đèn pha của chiếc xe đấy ạ. Đèn pha, đèn gầm rất chi là sáng và đẹp. Và được bác chủ trước độ thêm quả đèn LED ở dưới đây. Và dải đèn LED này thì ban đêm đi nó sáng với ánh sáng màu vàng. Và đặc biệt cho các bác nào đi trong dưới trời sương mù. Xe thì còn đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2021. Nên là quý anh chị yên tâm. Và bên em vừa thay dầu, bảo dưỡng lại 4 má phanh cho quý anh chị rồi. Toàn bộ chiếc xe thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị không đâm va biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn. Nếu quý anh chị nào không tin có thể mang các bác thợ hoặc là mang ra hãng test, nếu mà sai em bồi thường 20 triệu tiền mặt cho quý anh chị. Với chiếc xe này thì bác chủ trước chỉ đi trên phố phường và bác giữ gìn, nên là toàn bộ bác chủ trước thay bộ giàn lốp này khá là dày và mới. Toàn bộ la răng đúc của chiếc xe. Và đặc biệt là các phần gầm ở xe thì đi rất chi là chắc chắn. Và em đã chạy thử và kiểm tra. Vâng, và đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem về toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc Hyundai này. Thì với bọc ghế da khá là đẹp và cực kỳ mới. Đường gân ghế đây, quý anh chị xem qua màn hình này, nó rất thực tế và rất chi là mới đẹp đấy ạ. Với chất xe thì vô lăng nguyên bản. Đây, đồng hồ 12 vạn, Oreo 12 vạn, chất xe 12 vạn, vô lăng nguyên bản từ đầu. Không có dấu hiệu bị mòn hoặc chảy xước. Và toàn bộ bóng khí là nguyên zin, bóng khí chưa dấu hiệu bị bung nổ. Xe sử dụng hộp số tự động. Và táp ly, màn hình DVD đều được bác chủ trước trang bị thêm khá là nhiều đồ chơi. Toàn bộ tay nắm mở cửa được trang bị vân gỗ khá là đẹp. Và em cam kết bốn cánh cửa là toàn bộ chỉ zin hết theo xe. Và tất cả kính đều là kính của Hyundai, đều năm 2009 năm sản xuất. Nên là quý anh chị yên tâm. Và xe được bác chủ trước dán thêm kính 3M nên là khá là đẹp với chiếc xe Tucson 2009. Và xe được trang bị trần nỉ cửa sổ trời, hoạt động đầy đủ, quý anh chị yên tâm.
Anh chị em nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh và quý anh chị nào mà đăng ký kênh ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây, toàn bộ hàng ghế phía sau thì rất chi là mới đây, cực kỳ mới và đẹp. Bóng đèn trần và cửa sổ trời. Vâng, từ các tay tappi cánh cửa đều 4 cánh, ốc bản lề đều nguyên zin. Ốc bản lề các thứ là nguyên zin hết toàn bộ. Và đặc biệt là các cái phần ốc của cột này, sơn zin này. Các cái cột hai bên cột thì em kiểm tra là ốc sơn zin tem mác nhà máy còn nguyên hết từ đầu. Đây là cái khoang hành lý phía sau của chiếc xe thì khá là rộng và thoải mái. Toàn bộ cốp sau đèn hậu là nguyên bản từ đầu và đinh bấm đinh dập nguyên hết đấy ạ. Và các cái ốc cốp sau chưa dấu hiệu bị tháo lắp. Đây là toàn bộ các cái phần ốc của cái cốp phía sau, không có dấu hiệu bị chảy xước. Và hai bên thành đây, hai bên thành không có dấu hiệu bị chảy xước nên là chiếc xe đi khá là giữ gìn. Và phần đây là phần gầm ở phần lót thùng và cái lốp của chiếc xe đều là nguyên bản lốp sơ cu dự phòng, chậu lốp nguyên zin, sơn zin toàn bộ, không có dấu hiệu bị đâm va từ phía sau, không bị móc mắp. Vâng, và đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem về toàn bộ phần đầu và phần máy. Cam kết là máy số nguyên zin từ các ốc chân máy đây, nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Và cái phần cổ bô của chiếc xe khá là sáng và đẹp như thế này đấy ạ. Với cái chất máy phần nhựa khô, không có dấu hiệu bị thấm dầu. Và toàn bộ các cái ốc tai, ốc cabo đều là nguyên zin. Đây, chỉ cabo là nguyên bản từ đầu. Toàn bộ ốc tai là nguyên bản từ đầu hết, nguyên zin. Đèn pha đến từng cái ốc két nước chi tiết nhỏ này đều là chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Vâng, và tiếng động cơ đang hoạt động này, chạy khá là êm này quý anh chị ạ. Toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động. Máy xăng đi nổ rất chi là thì thầm và toàn bộ không có dấu hiệu rung lắc. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Tucson biển Hà Nội 4 số một chủ từ đầu 30T7630. Toàn bộ chiếc xe khá là hoàn hảo. Và quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.